Thì tôi mua 15 ngàn, tôi trả tiền 15 ngàn chứ tôi trả đâu bà, tôi trả bà 10 ngàn không? Bà tiền Việt mà bà không lấy đó. Nhưng mà đây chị quá nhiều. Bà đưa đây, không lấy thì đưa đây, không lấy thì đưa đây. Chị em có đưa tiền đây. Mua rau hết 15 ngàn, thanh niên đưa sắp tiền lẻ tờ 1 ngàn, 2 ngàn, bị chủ quán từ chối gây tranh cãi. Mới đây, một màn tranh luận giữa chợ của nam thanh niên và chủ quán bán rau đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, thanh niên sau khi tính tiền rau đã đưa cho chủ quán 15 ngàn, gồm tờ 10 ngàn và 5 tờ 1 ngàn. Thế nhưng sau đó, chủ quán chỉ lấy tờ 10 ngàn, còn 5 tờ 1 ngàn nhất quyết không lấy vì trong túi có quá nhiều tiền lẻ. Thanh niên sau đó đòi trả lại rau nhưng bà cô không chịu, lấy lại tiền cũng không trả, còn bảo thanh niên là con nít. Không lấy thì đưa đây. Chị đâu có con nít như em. Ủa sao, con nít cái gì, tôi có đưa tiền giả cho bà không mà bà không lấy. Có 15 ngàn mà bà không lấy. Trời ơi trời, có 15 ngàn mình đưa 15 ngàn mà tiền là tiền thật hay là tiền giả mà bà không lấy. Bà bán hàng rau mà bà làm như bà bán vàng hay sao vậy? Bán vàng bán cái gì cũng thế. Trời ơi, có 15 ngàn mình đưa tiền thật chứ có phải đưa tiền giả đâu mà bà không lấy. Có ai như bà không? Có ai như em không? Có ai thanh niên mà như em không? Tôi thanh niên, tôi không xài tiền giả, tôi không xài tiền, tôi không trả thiếu tiền. Tôi mua bao nhiêu tôi trả đủ bằng đó. Tôi không có gian dối gì bà nha, mà bà nói tôi thanh niên thế nào. Tôi trả tiền là tiền thật, tiền Việt Nam làm ra nha. Mà có 15 ngàn chứ có phải là 100 ngàn, 50 ngàn không? Có 15 ngàn bán cho em mua chạy được. Mà chú thấy các bạn là bán ngang được không? Có 15 ngàn. Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng tiền nào cũng là tiền, miễn không rách, không giả là được. Thường thì người bán rau sẽ thích tiền lẻ hơn để thối lại cho khách. Nhưng chủ quán trong clip này lại chê tiền thì lần đầu tiên gặp phải. Một số bình luận của dân mạng để lại như sau. Thanh niên thì không được tiêu tiền lẻ hay sao? Tiền lẻ tiền chẵn thì cũng là tiền, trên đời còn thứ người như vậy sao ta? Tới lúc ế thì năn nỉ người ta mua, còn thiếu bữa sau ra trả. Kinh tế đang khó khăn, hàng hóa đi chợ, người ta còn than ế ầm ra. Có người mua trả tiền đàng hoàng là mừng rồi. Giờ có tiền mua rau cũng khó nhỉ. Mấy bà bán rau, khu tôi thấy tiền lẻ còn mừng, đỡ phải thối. Đưa bả 500 đi, mấy bà ở chợ chuyên môn dạy á. Đưa 500 thì hỏi có lẻ lẻ không, đưa lẻ thì kêu lẻ quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.